Hello, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chúng ta một cái nội dung khá là hạt nhiều tại các cái công ty FDI và đặc biệt là các công ty FDI mà là công ty con của công ty nước ngoài tại Việt Nam. Thì chúng ta sẽ thấy là có một trong những cái tình huống rất hay xảy ra chính là việc mà người nước ngoài sang đây, đúng không ạ? Nhận được thu nhập tại Việt Nam hoặc là nước ngoài, sau đó thì công ty là người sẽ chi trả thay cho cả cái phần thuế thu nhập cá nhân của cả thu nhập ở Việt Nam và ở nước ngoài. Câu chuyện đặt ra là như vậy, thì trong trường hợp là khi chi phí thuế thu nhập cá nhân mà công ty trả thay cho người lao động như vậy thì có được tính vào chi phí được trừ hay không? Và cái đây là một cái vấn đề mà đã xảy ra rất là lớn, bởi vì chúng tôi biết đấy, nếu mà thông thường với người nước ngoài khi mà người ta đạt đến cái mức độ mà lương cao ấy, thì cái thuế suất thu nhập cá nhân ở Việt Nam là chiếm đến 35%, đúng không ạ? Và ước tính của một khoản thu nhập như vậy thì rõ ràng là nó sẽ chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn và nó cũng được trích tương tự như một khoản trích theo lương ấy. Nếu như phần này là một phần bị loại ra thì nó sẽ làm cho doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại rất là nhiều. Như vậy thì câu chuyện đặt ra ở đây chúng ta cần hiểu này, đó là gắn với lại người lao động, đúng chưa ạ? Gắn với người lao động nói chung và không phải là chỉ với người lao động ở Việt Nam đâu, mà với người lao động nước ngoài. Thì chúng ta thấy rõ ràng là người lao động khi ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp thì có thể xảy ra tình huống là người lao động ký hợp đồng theo dạng lương nét. Và như vậy câu chuyện cần phải tìm hiểu đầu tiên đó là chúng ta hiểu lương nét là gì. Thì đây thì tôi chỉ dùng một cái cụm từ đơn giản để cho chúng ta dễ hình dung. Lương nét đó là lương không bao gồm thuế. Có nghĩa là ví dụ khi chúng ta thỏa thuận với người lao động là gì ạ? Lương của chúng ta là 100 triệu đồng. Đúng chưa ạ? Và đây là lương nét thì có nghĩa là khi chúng ta nhận về chúng ta sẽ nhận đủ 100 triệu. Mặc dù có thể là trong quá trình mà tính lương của tính bảo hiểm thì rõ ràng là khi mà công ty trả cho chúng ta một khoản thu nhập nào đó để chúng ta nhận về được 100 triệu thì chúng ta sẽ bị khấu trừ một phần bảo hiểm này, một phần thuế, đúng không? Tuy nhiên thì trong trường hợp này thì nếu như gắn với khái niệm là lương nét thì chúng ta chỉ biết hợp đồng hiện 100 triệu thì chúng ta nhận về 100 triệu. Và tất cả nghĩa vụ trả khoản bảo hiểm, khoản thuế liên quan đều thuộc về công ty hết, được chưa? Như vậy thì chúng ta gắn khái niệm này đầu tiên chúng ta hiểu nhé. Và như vậy thì từ cái khái niệm lương nét này nó đã nảy sinh ra một cái hệ quả chúng ta không nhìn thấy không? Đó là tất cả những khoản trả thay liên quan đến lương thì công ty đang là người phải chịu, đúng không ạ? Chúng ta thấy rõ ràng và trong đó thì nó là phần bảo hiểm, đúng không? Và phần thuế. Thì với cái bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tập trung vào liên quan đến phân tích về thuế thu nhập cá nhân. Như vậy chúng ta thấy này, là phần thuế thu nhập cá nhân mà công ty đang trả thay này thì xét trên giác độ về việc ghi nhận đối với mục đích tính thuế của công ty thì chúng ta thấy này, là phần thuế trả thay cho lương, đúng không? Thì phần này đã được ghi nhận ở đâu? Phần này mà do công ty phải chịu thì đang được ghi nhận vào khoản chi phí của công ty. Và cứ khi nào có phát sinh ra một khoản chi phí của công ty thì chúng ta hiểu nó sẽ gắn với rủi ro của thuế diện. Rủi ro của thuế thu nhập doanh nghiệp, đúng không? Thuế thu nhập doanh nghiệp. Bởi vì khi chúng ta ghi nhận một khoản chi phí thì vô hình chung chúng ta đang làm giảm lợi nhuận, hay nói cách khác đó là giảm thu nhập đấy, làm cơ sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đi. Vậy như vậy thì khi chúng ta ghi nhận một khoản chi phí như thế này thì đã có rủi ro là liệu rằng chi phí này có được trừ hay không. Bởi vì chúng ta thấy là vấn đề này như ngày xưa ấy, thì nó không rõ ràng đâu. Nó sẽ dẫn đến là trong quá trình thanh tra và kiểm tra, rất là nhiều đoàn kiểm tra đang xác định là khoản thuế thu nhập cá nhân này là khoản nghĩa vụ của người lao động phải chịu, nhưng công ty đang chịu thay. Như vậy thì đây là một khoản chi phí phục vụ cho người lao động chứ không phải là một khoản chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và vì vậy thế nên khoản chi phí này không được tính vào chi phí được trừ. Đây là một trong những cái lập luận rất là hay gặp đối với đoàn kiểm tra và thanh tra đấy. Thế thì thực hư thì nó có phải là câu chuyện như vậy hay không, và chúng ta cần phải so xét lại như vậy thì chúng ta nên giải trình trong trường hợp này như thế nào. Thì chúng ta sẽ hình dung này, chúng ta đi từ giác độ của luật trước nhé. Thì chúng ta sẽ thấy là bản thân trong luật về thuế thu nhập doanh nghiệp đã có cái quy định về đoạn này rồi. Thì chúng ta sẽ thấy ngay từ đoạn thứ nhất chúng ta tham chiếu, đó là tham chiếu về luật quy định của thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn. Cụ thể ở đây đó là các thông tư, đúng không ạ? Hướng dẫn chúng ta sẽ tìm, và chúng ta sẽ tìm cho tôi là trong trường hợp nếu như mà hợp đồng lao động, đúng không ạ, là thỏa thuận là thu nhập không bao gồm thuế, không gồm thuế thu nhập cá nhân. Đó. Được chưa ạ? Như vậy thì nó gắn với một cái ràng buộc của hợp đồng lao động, đúng không? Nó gắn với ràng buộc của hợp đồng lao động là cần có một ràng buộc về việc là thu nhập người lao động nhận được là thu nhập không gồm thuế. Thì khi đó theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí này được tính vào trong chi phí được trừ ạ. Như vậy thì bản thân luật thuế đã khẳng định điều này rồi. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải tham khảo thêm những ý kiến khác. Và vì sao nó lại nảy sinh ra câu chuyện chúng tôi đưa ra bản tin này? Bởi vì chúng ta sẽ thấy không dừng lại ở đây, đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng là người lao động nhận lương nét này, thế nhưng người lao động không chỉ nhận một nguồn lương nét tại công ty, mà có thể là người lao động sẽ nhận nguồn lương nét từ rất nhiều nguồn,
Ví dụ như nguồn lương nét phát sinh tại Việt Nam, nguồn lương nét phát sinh tại nước ngoài trong một công ty khác, đúng không ạ? Và như vậy nó dẫn đến là phần thuế thu nhập cá nhân nhé, chúng ta hiểu này, là với cá nhân cư trú thì phần thuế thu nhập cá nhân cần phải đóng là phần thuế thu nhập cá nhân toàn cầu, tức là gồm cả thu nhập tại công ty Việt Nam và thu nhập ở công ty nước ngoài. Thì hiển nhiên chúng ta thấy là với phần thu nhập tại công ty Việt Nam và khoản thuế phân bổ tương ứng với nó ở đây thì nó được tính vào chi phí được trừ theo đúng với tôi là điều 1 này. Tuy nhiên thì với phần mà thu nhập tại nước ngoài, chúng ta rõ ràng phần lương này là một phần không phải là phần lương của người lao động phát sinh tại công ty mà chúng ta đang làm việc, đúng không? Và như vậy thì chúng ta thấy có rủi ro của nó không ạ? Có, đúng không? Bởi vì rủi ro của nó đó chính là việc mà phần lương này là sao ạ? À thì phần thuế, đúng không? Ứng với bạn này, thuế ứng với phần thu nhập này thì lại là sao ạ? À là phần thuế trả cho một phần lương không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Việt Nam. Và như vậy thì câu chuyện đặt ra ở mục thứ hai này đó chính là thuế thu nhập cá nhân trả thay. Nhưng mà cho nguồn thu nhập ở công ty khác. Đấy. Thế nó mới dẫn đến một cái là à đúng không? Thế thì ở đây mới sinh ra câu chuyện là liệu rằng khoản thuế này có được trừ hay không? Thì bởi vì chúng ta thấy là trong luật thuế nhập cá nhân thì chỉ có một hướng dẫn chung như thế này thôi. Và về nguyên tắc thì cứ hợp đồng lao động ký với người lao động mà làm sao có ràng buộc về việc là phát sinh thuế thu nhập cá nhân thì công ty phải chịu, đúng không? Thì công ty được tính vào chi phí được trừ. Chính vì lý do như vậy thế nên chúng ta sẽ thấy là vì luật không có hướng dẫn cụ thể cho trường hợp thứ hai này thì chúng ta sẽ tìm đến một số công văn, và chúng tôi có trích dẫn một số công văn để bạn thấy là bản thân tổng cục thuế đã đưa ra quan điểm rồi, là kể cả trong trường hợp là khoản thuế thu nhập cá nhân trả thay cho người lao động đối với phần thu nhập phát sinh tại các đơn vị khác, đúng không ạ, thì phần chi phí này vẫn có thể được tính vào trong chi phí được trừ nếu như có ràng buộc tại hợp đồng lao động. Thì chúng tôi có trích dẫn một số công văn thì mời chúng ta có thể tham khảo bản tin, đúng không ạ? Đó. Tuy nhiên thì bởi vì chúng ta hiểu này, là tất cả các dẫn chiếu này nó đều chỉ là những công văn hướng dẫn trong một số những trường hợp cụ thể, và nó thật là để mà ra được cái văn bản này thì chúng tôi cũng là những người phải gửi công văn lên để hỏi công văn thuế trực tiếp, đúng không ạ? Vì vậy thế nên là với tình huống của chúng ta thì chúng ta có thể hỏi trực tiếp cái công văn thuế quản lý của mình. Thì ví dụ như quan điểm gần như được quán triệt thì tôi thấy là ví dụ như cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, cục thuế thành phố Hà Nội thì gần như là người ta đã áp dụng theo cái tập quán này từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì một số cái địa phương khác thì có thể là đoàn kiểm tra này và kiểm tra khác người ta sẽ có những ý kiến khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta có thể tham chiếu theo một số hướng dẫn của tổng cục thuế, một số hướng dẫn tại cơ quan thuế Hà Nội và thuế Hồ Chí Minh để chúng ta làm cơ sở, đúng không ạ?